lửa bằng calo chân á đó. Đó, đi tàu lửa bằng calo chân hai chân à. Mà đi như vậy á là mình vi phạm nè. Dạ, vi phạm là lên trên tàu hả? Đúng rồi, phải đi dưới, lỡ đâu nó xuất hiện cái tàu lửa rồi sao? Tiêu. Cái chày đâm tiêu á cụ. Đặt vô. Có không? Chày đâm tiêu thì dạ ok. Có rồi sao? Có phải không? Đau chỗ nào gõ chỗ đó. Hết đau à. Hello, xin chào quý vị khán giả. Bữa nay Tám Sen có dịp về Phú Yên để đi nhiều chuyện với bà con ở Phú Yên đây nè. Đó. Thấy bà con Phú Yên không? Thấy Tám Sen về là vô một sớm ngồi trước cửa nhà Hải Dương. Đó. Rồi đợi Tám Sen ra. Hỏi làm gì đây? Rồi xin dây. Phải xin dây đúng không? Dạ, xin dây, xin thuốc đau khớp. À, mà sao biết em có dây mà mấy chị đến xin? Thì bác Sang lên TV mọi người xin đồ bác Sang cho là giờ đâu quá đâu giờ ngầu chờ nãy giờ. Trời đất ơi, tội nghiệp không? Dạ. Mà sao là đòi xin dây đâu, kể cho em nghe coi. Con em kia nó coi, nó nói em thì em cũng... Mà mình ý của mình muốn xin dây để làm gì á? Em vất vả quá, em làm về nghĩa trang, em trồng bông. Làm ngoài nghĩa trang, trồng bông. Dạ, em trồng bông, em ra mồ, mã mồ, giờ em cũng sợ em xin đỡ dây đi. Dạ. Em đeo đỡ cho. Làm ngoài mồ mã rồi nhiều quá, giờ dạ, sợ quá, xin dạ. Đỡ dây không? Ở đâu? Đó. Đây bông hả? Đây này bác. Dạ. À. Giờ ra đám đất em không? Hả? Giờ ra đám đất em không? Ra đám bắp hả? Đám đất em trồng hoa, trồng bông á. Đâu, chỉ dạ, coi. Đây. À, hôm nãy giờ em nói rồi. Gà, em nói giờ như có giờ có em muốn ăn gà không là chị giờ có gà. Thôi. Không có sát sanh. Bây giờ cái gì có sẵn ăn chứ không có đi mần đi giết cái gì trơn sát sanh đó. Hả? Sao chị? Ừ. Rồi một lát mỗi người có thuốc uống. Nhưng mà tôi không có bóp đâu nha. Lát ra mấy ông chồng bà gượt cô chết bà tôi luôn á. Bóp bậy bóp bà. Không có so bóp, không có đấm bóp bác ơi. Bấm nguyệt ai hết. Ừ. Bây giờ chỉ có là cho thuốc rồi được. Ở đây là chị mấy chị làm ở đây hả? Làm nghĩa trang này hả? À, tức là thì mấy chị cũng thấy bất an rồi đó, cho nên mới xin dây em cái gì. Ở nghĩa trang không à? Cái gì làm thứ đây nghĩ mất ăn quá cũng vậy chứ. Em có một đấm lo về đường cày đi nữa có ra em đứng giữa đấy em tưới nước lên TV em chăng. Đâu? Cái đấm đây. Đi ngõ này luôn không? Rồi đi vô. Đi ngõ này luôn. Lấy nước xuống luôn. Em nổ máy em ngồi xem nghỉ ngơi đi cũng được nữa. Tí xíu nữa anh điện điện để lấy thuốc. Cho anh chai nước suối. Trời ơi, vô nghĩa trang nữa. Vô nghĩa trang phải không? Trời ơi, cái thằng này nghe đâu vô nghĩa trang nó đổ mồ hôi rồi. Nó sợ rồi. Trời ơi. Đây nè. Nghe vô nghĩa trang cái bắt đầu cái mặt của nó chảy ra liền à. Đó, ổng sợ rồi. Đó. Nghe nghĩa trang đó ổng sợ rồi. Trời. Thấy bà này xuống dài quá. Rồi, bây giờ đám đất ở đâu? Đám bông ở nghĩa trang chỗ nào? Hả? Trong mã hả? Dạ. Quay chi? Mà vô trong đó là coi cái gì? Em trồng hoa. Hoa đẹp không? Đẹp. Đẹp rồi vô mà coi. Nắng là chết hết à. Trời ơi, tôi mới xin được cái non lá nè, sợ gì? Ừ. Anh vui mà nói chuyện đi nè, nói chuyện anh vui. Anh vui. Đây, mất thời gian. Đi vô trong cái đám bông nụ này kia nọ. Xa lên giày là lên gì? Lên đường gầy, em cắm hoa em ngỏ đường gầy.
À đi đường dày hả? Dạ. Rồi kêu lên dày nãy giờ tôi không biết lên dày là cái gì. Tôi nghe tôi giật mình. Anh Sang lên dày nè, anh Sang lên dày. Ông nội tôi biết lên dày là cái gì đây. Thôi để cho nó nổ máy, nó lấy nó quay đầu xe ra. Khóa cửa xe chưa em? Gặp đây vui quá vui. Kêu lại ba lên nhà ba có hai đứa con gái. À. Vô dỗ tài xế nha. Ô em mà nó em mà sao? Trời ơi. Rồi chết rồi. Phú Yên vụ bắt lại hết rồi. À. Bà con Phú Yên vụ bắt lại hết rồi. Thấy lên mạng rồi đi con. Thôi hello anh. Rồi. Chúc anh nhiều sức khỏe. Rồi rồi. Đó. Đi đường dày phải không? Dạ, dạ. Nó mốt rủ đi đường dày chứ đừng kêu lên dày, lên dày. Tôi không biết cái chuyện gì lên dày, tôi sợ gần chết. Hello chị. Dạ. Ờ, quá trời vui. Hả? Vô nhà uống nước hả? Dạ được. Có gì đâu. Dạ. Rồi đây vô trong cái đám bông còn sao không? Tới rồi hả? Mấy chục cây số không? Mấy chục cây số không? Trời ơi. À, đó. Đi về Phú Yên á. Sang đâu còn lội bộ đâu. Sang đâu còn đi xe nữa đâu. Mà đi tàu lửa luôn nè. Đi tàu lửa bằng ca lô chân á. Đó. Đi tàu lửa bằng ca lô chân hai chân à. Mà đi. Đi như vậy á là mình vi phạm nè. Dạ. Vi phạm là lên trên tàu ha. Đúng rồi. Phải đi dưới. Lỡ ở đâu nó xuất hiện cái tàu lửa rồi rồi sao? Vui bắt xe ngay cho vui. Kéo bắt xe. Trời ơi. Ba tay. Hả? Tới hả? Trời ơi. Trời ơi. Một cây vậy chị bán làm sao? $500 chưa được 1.000 đồng hả? Dạ. Trời ơi. Bán 10.000 cây dữ thôi. Bán 500 đồng chưa được 1.000 đồng cây vậy. Rồi một cây vậy mà về rồi bắt đầu người ta chiết ra chậu hay sao? Về người ta chiết ra chậu hay sao chị? Dạ. Một cây vậy ta bán về người ta làm gì? Ta chiết ra chậu hay sao? Người ta mua về nó chân. Mua về chân hả? Dạ. Ồ, ở đây 500 đồng một cây quý vị thấy rẻ không? Rồi đếm hết vườn này nhiêu? Ba thiên nó được 1.5 triệu. Ba thiên được 1.5 triệu đóng này luôn hả? Dạ. Ừ. Mà giờ nó chết hết không tới 1.5 triệu. Chết hết không đóng thì tới 1.5 triệu. Mà trồng là mấy tháng? Ba tháng rưỡi là chị mới lấy được 1.5 triệu này hả? 3 tháng rưỡi là thu hoạch hết, nhổ hết. Trời ơi. 3 tháng rưỡi chị mới thu hoạch được như đây. Lần ai ai giống quá trời giống lần. Đâu? Vậy đó ngoài này đó nguyên cái vườn nha, 3 tháng rưỡi thu hoạch được 1.5 triệu. 1.5 triệu là bông nó phải sống nha, bây giờ là chết cũng nhiều, chỉ nói không có tới, không có tới 1.5 triệu phải không? Ở Sài Gòn mình mua cái bó bông không mấy trăm ngàn, ở đây nguyên vườn luôn 1.5 triệu. Nguyên thiên luôn. Ở nhà chị hả? Nhà chị đâu? Trên đường nào? Nhà mấy tầng lâu? Cấp 4 hả? Cấp 4 cỡ 4 tầng không? Thôi đi ra đây uống nước tôi cho tôi uống cho chị nha lên. Rồi. Trời ơi thấy tội nghiệp không? Vô nãy giờ ngồi trước cửa nhà Dương chờ em ra hả? Dạ dạ. Trời đất ơi. Và chị này làm gì? Bán số. Hả? Bán số hả? Ngày chị bán được nhiêu tờ? 200 tờ. 200 tờ hả? Cũng ngon lành chứ, ở đây cũng bán số cũng kiếm sống được mà. Đâu có bán ở Sài Gòn, ở đây bán có 50 tờ. Chị bán trong Sài Gòn hả? Sài Gòn. Rồi lâu lâu rồi chị vô lại. Mỗi lần chị vô nhà tiền xe bao nhiêu? Tiền
xe cá hầu 200, cá hầu 250. 200, 250. À, tiền xe 200, 250 đồng. Thì cái một tháng chị dần lần hay sao? Tháng dần lần. Tháng dần lần. Tháng về dần lần, chị đem về lần được mấy chục triệu? Ta có mấy triệu à? Nghe lời 200. 10 ngày là 2 triệu. Ừ. Thì tháng thì xe đây đã thấy vô vô nhà. À. Uống nước. Dạ được. Ở nhà ông già uống. Rồi vậy sẵn mời mấy chị kia lại đừng phát thuốc luôn. Dạ. Ai cái chỗ có hay có cái căn nhà nào ngoài mặt cái đường lộ này không? Nhà. Có nhà chị nào ngoài đường lộ không để em chạy xe cho em đưa xuống thuốc luôn cho nó dễ. Dạ, đường ngoài này nè. Đây này, gọi đây trà thuốc nè. Rồi vô đây, vậy là qua ra lấy thuốc đi. Kêu mấy chị ra lấy thuốc đi. Rồi nổ máy luôn. Rồi, rồi, rồi. Rồi, rồi sao biết em có dây? Rồi. Coi ăn nhiều quá. Rồi rồi, có dây luôn. Dạ. Ông có gì thấy không? Xung quanh đây là mã, còn đây là núi. Đó. Núi, đây là nghĩa địa. Ở đây là nghĩa trang chứ không phải là nghĩa địa. Nghĩa trang. Ừ. Đó. Quay không? Tháng con chủ rưỡi à, anh Sang quay luôn à. Ừ. Quả 3 tháng. À, nó lấy thuốc khớp. Được chủ rưỡi. Ra khớp. Anh Sang cho tụi em anh Sang. Đâu, bây giờ đây làm giường, làm đồ sao đâu, nó nhức mà. Rồi. Mà nghĩa trang nào cũng vậy, nghĩa trang nào cũng bà con người ta đông, người ta vui mà. Cái bà con đông vui mà. Rồi đẩy xe này ngang qua, để lát làm. Bà con mới làm nhiều. Không dạ không cho chôn nữa. Còn dư đất là bà con làm vậy. Thì à, nghĩa trang này của nhà nước hay là dạ, của tư nhân? Của nhà nước, của đô thị á. Quanh đô thị hả? Dạ. Rồi mấy chị em mình đó là uống ly nước không? Mấy chị em mình đó. Em mày xuống rồi mày, tao quen rồi mày xuống rồi mày. Em ra uống đi. Lên TV đấy, ông lên TV đấy. À sao biết con? Lộn người ơi. Cái kia sáng nhiều chuyện. Con này là sáng nhà vườn. Kia là sáng nhiều chuyện, con là sáng nhiều nhà vườn mà. Lộn rồi. Thâu rồi, lộn rồi. Lộn rồi. Dạ. Dạ. Trời ơi. Mấy cụ sao nhiều dữ vậy? Nhiều cụ vậy? Làng mình có tổng cộng bao nhiêu cụ? Hả? Cả sớm mà ai biết được rồi. Rồi mà tắt chạy rồi mà tút cấp. Hai đâu rồi ngồi. Cho ngủ mày. Giờ đâu nhức quá. Tức là sao quả chậm y tế hết thuốc hả không? Hết thuốc. Hết thuốc luôn. Chậm y tế của xã mình à. Xã Bình Kiến đi. Xã Bình Kiến à, Bình Kiến à. Mà xin thuốc gì? Là mấy ông hết thuốc rồi đúng không? Hết thuốc. Bà con đừng lên chảnh lấy nữa là thuốc còn à. Đừng lên. Đi lấy quá phải đi lấy. Mua uống không có tiền phải đi xuống xin. Cụ nhiêu tuổi rồi? À, chú đón nữ là nhiều. Cụ nói đúng rồi. Chú đón nữ coi chú bao nhiêu là cụ cả 92, 93 không? 93, 92. 92. 92 hoặc 93 gì đó. Đúng không? À. Thì cụ bao nhiêu? 9 mấy? Cụ 9 mấy tuổi? 9 mấy? Cụ bao nhiêu tuổi? 92. Dạ con nói đúng rồi. Con đón 92, 93 mà. À, thì á. Nghe không? Bà tủ tiền đây 92. Trời ơi. 92 á. Lỗ tai còn minh mẫn nè, mắt còn thấy sáng nè, răng còn ăn ngon lành luôn nè, nhai cà gạo luôn nè. Sợ gì? Tai còn cứng ngắc luôn. Ha. Giờ lấy thuốc khớp uống không? Lấy thuốc nhất. À, thuốc đau nhất. Ngay. Bây giờ nè. Mày thuốc bổ não, bổ máu cho những người lớn tuổi. Minh mẫn á. Bổ não à.
uống là có trí nhớ. Rồi, nha. Rồi cái này thuốc này con tặng bà. Dương á, à? Mà xuống về. Nha, thằng dạ. Dương á. Uống theo cái giấy chỉ là chỉ định. Uống là ở trong này. Dạ. Đây con đây là con à. Cái này đó, này gì đâu cháu nó chỉ dặn uống. Đưa cho cháu. Kêu cái người cháu à, cháu của bà đó. Cháu mở ra trong này nó có cái tờ giấy hướng dẫn. Đâu có ở nhà nè. Chúng mời cháu là đóng giờ đúng rồi. Chứ chẳng bà dạy hay bà giật chẳng hay rồi từ từ nó về rồi đó rồi cụ ở đâu có không? Có đau nhất không? Đau nhất phải không? Ừ. Mỗi lần nhất là cụ làm sao? À, cứ xài dầu vậy tha rồi vậy. Tha không hết đâu. Sao? Nhà cụ có chạy đâm tiêu không? Nói không đau nhất không? Nhà cụ có cái chạy đâm tiêu á. Có không? Cái gì đâm tiêu? Cái chạy đâm tiêu á cụ. Đặt vô. Có không? Chạy đâm tiêu thì giả ô thì. Có rồi sao? Có phải không? Đau chỗ nào gõ chỗ đó. Hết đau à. Ơi con gửi tặng cụ nè. Sáng uống bịch, chiều uống một bịch. À, ăn cơm no sau một tiếng đồng hồ cụ uống nha. Chừng đau nhất mới uống nha. Không đau nhất là không uống nữa nha. Còn cái này thuốc bổ não. Ha, à, bổ máu. Thuốc bổ. Đây thuốc bổ não đâu đi. Ai biết nữa. Dạ về nhà kêu cháu bà mở ra trong nó có giấy hướng dẫn ngày uống mấy viên là cho chị. Nha. Có giấy trong này. Đây con khui già chuông. Nhớ không? Nãy giờ con dặn gì nhớ không? Có cái thằng này ở đâu lại nó tà lanh quá mà nó dặn hoài nó tôi. Nói con bà cháu chạy ra không? Nói trời. Cụ nghe không? Bây giờ con đọc tới sớ Táo Quân nha. Đưa cho ông đọc hả? Đọc nghe đâu đọc. Không nghe đâu. Tay nữa, nói cháu. Vậy hả? Nói cháu đó. Ai là một kia xung quanh này nè. Ký cho một chữ gì. Chứ chứ làm sao. Đọc bà nghe mà. Tại chị Thương này Táo Quân chỉ bảo uống nha. Có hàng hà chứ có hàng hà. Có số, có hàng hà. Có hàng hà đây này ra, Táo nó ra nè. Cụ lớn tuổi rồi. Cậu uống cái này á, uống một lần á, hai viên ha. À, thì uống ngày hai lần là bốn viên. Đâu vô ta? Nha. Sao? Uống ngày một lần mà hai viên, hai lần là bốn viên. Đây thuốc viên này hả? Dạ, thuốc viên. Ở đây. Cái này cũng là thuốc viên. Một lần uống bịch. Uống nha. Uống ở đây rồi, cái đây cũng uống được tiếp vô hả? Uống dạ, cái này với cái này cách uống cách nhau 2 tiếng. Mà mỗi cái như vậy á, mình uống á, mình ăn no rồi mình sau một tí là 30 phút rồi tới 60 phút rồi ngồi sau mới uống. Nha. Rồi, đây con bỏ vô cho cụ lại. Ở đây là cụ đây. Uống ở đây hết à, uống ở đây hết rồi, uống ở đây à sao? Dạ, đúng rồi. Chừng nào không uống không hết, quánh dây thép vô gọi con. Kêu con ăn sang mày đi đâu mày ra đây giờ mày gặp tao. Để uống một lần một gói à sao đây? Một lần uống một gói. Một lần một gói. Ngày uống hai lần. Nha. Hai lần là được hai gói. Cái viết lông này. Cái viết lông không anh? Dạ đúng rồi đúng rồi. Này không? Dạ dạ. Cái viết lông anh đi vô đây ngày uống một gói. Rồi. Ngày hai gói rồi cho bà nhớ. Cái này của cụ xong rồi ha. Rồi. Cụ về mạnh khỏe. Thì quên sao ta. Đó còn nói lại, quên cho bà đi, bà nhắc cho. À, bà nhắc cho. Bà uống, bà uống ấy. Còn cụ bị gì? Đau nhất. Bị đau chân, đau trắng, đau lưng, đồ, tí, bị tí. Nhà có chạy đâm tiêu không? Có. Cũng cảnh sốc hết chứ. Thôi con tặng bộ hộp thuốc bổ bộ máu, bộ não nha. Dành cho người lớn tuổi. Cái này trẻ em uống cũng được mà người lớn tuổi uống được. Cái này đau khớp nha. Sáng uống bịch, chiều uống một bịch, ăn no rồi mới được mà uống rồi sau một tiếng hồ sau mới uống nha. Còn cái này ăn no rồi nửa tiếng hồ sau uống nha. Rồi con tặng cụ, chúc cụ mau mạnh luôn mạnh khỏe. Cụ cũng luôn mạnh khỏe, nhớ đánh dây thép cò gọi con nha. Nhớ nha. Cười không à, không chịu nói gì hết. Rồi của bà luôn. Này đau nhất. Con này bổ não. À, bổ máu nha. Dạ. Rồi. Sau lưng ông, sau lưng ấy. Sau lưng hả? Ngoái ngồi đi. Ông có tặng đây, rồi, của ông. À. Con gửi tặng ông. Con này
bổ máu bổ não nè, còn cái này đau nhất nha. Uống thì sáng uống bịch, chiều uống bịch, ăn no xong tiếng uống một tiếng một uống. Còn cái này uống một lần một viên hoặc hai viên gì cũng được, ngày uống hai lần thôi, không uống nhiều nha. Không nhớ không? Đếm luôn hả? Rồi, bà cổng ông ra. Rồi về tặng ông luôn nha. Dạ đúng rồi, con chúc cụ ông cụ bà luôn được mạnh khỏe, cụ ông cụ bà tự hẹn nhau ra đi uống trà. Sao đây bác Sang? Bà uống gì? Bị gì? Đau không? Về kêu ổng đi ra chỗ khác nằm, ổng cho nằm gần. Đau nhất chứ gì? Đau nhất. Cái này dành cho người già. Già không có con già, ai già nữa kêu tao cho đeo nhất mà. Bác Sang cho cái hộp bà già đi nè, bác Sang. Cho bà già cho trẻ em xin được. Rồi đó, nhường mấy chị già. Bà con ở đây thì đông quá mà thuốc thì đem ra không à, thuốc thì còn có như đây không có đủ. Mà cho chị già. Bây giờ khoan nha. Bây giờ chia. Bây giờ mình chịu khó là để lại đây cho bà con cái vụ mà ai mà còn dư nhiều thì chia cho người phân nửa nha. Mình phải biết bây giờ bà con á, dù mình có nghèo khổ mình làm nhau, mình phải biết thương yêu lẫn nhau, đùm bọc bà con nói sớm lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, điều đó là điều tốt. Đúng không? Ok ha. Rồi bây giờ nè, tự chia ra nè. Đó. Bệnh là nếu mà ai mà có dân này, chị này lớn tuổi nè. Nhưng mà tí xíu cũng phải chia ra thôi. Đây chị não đúng không? Bác Sang cho xin hợp gói bà mẹ chồng nha, bác Sang. Rồi nhiêu rồi? Dạ 70 mấy à. Bà con làm gì làm, mỗi ngày á mình làm nương làm dẫy, nhưng mà bà con gắng như vậy nè, gắng cố gắng vậy nè, phải uống thuốc nhiều vô, ấy quên uống nước, uống nước nhiều vô, sáng ngủ dậy đừng có đánh răng nha, để cái đừng có súc miệng, rồi lấy cái ly nước cỡ nửa lít nước uống vô, thì sáng mình ngủ dậy đó, trong cái nước bọt đó nó là có công lợi khuẩn, mình uống nó vô nó rất là tốt, mà mình uống vô xong mình đi chân không ra ngoài đất như vậy nè, mình đi ra mình tập thể dục 5-10 phút 15 phút gì đó mình đi vô rồi mình mới đánh răng, cực kỳ khỏe, không bao giờ bị đau nhức nữa đó. Mà điều cái đặc biệt nữa, bà con gán niệm Phật nhiều vô để mong rằng mình được an lạc, rồi giúp đỡ lẫn nhau, chồm sớm rồi hòa đồng nhường nhịn lẫn nhau là cả sớm đều mai mốt là an vui hết. Bà con chỉ nghe là con làm vậy đây là bảo đảm là mình sẽ là chị nào có rồi phải không? Bác Sang, bác Sang ơi. Bác Sang ơi. Dạ con 32 tuổi mà cái đâu con đâu. 32 tuổi hả? Dạ. Nhân em 2 lần nó mới lấy thuốc này. Cái này cho người già. Má con bị bệnh. Má không? Má nó đem bệnh. Má nói thật nha. Cho em Sang đi về cho bà mẹ chồng mình. Sang xin lấy hợp. Có chưa? Em xin hợp. Về cho bà mẹ chồng. Em xin hợp. Đó cho hợp với đó. 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 Anh có xin lỗi rồi. Có bây giờ những người nào hả? Bà cụ ở nhà đau nhất. Anh đợi con chút xíu. Cô có cô bị đau nhất hay sao? Đau nhất. Thì uống cái gói thuốc nhất đau.
mổ não. Mổ não. Đó. Sao cho hợp mổ não ấy, bà già 70 mấy nãy tuổi. Chị thấy lấy rồi mà đúng không? Em biết là con quỷ ập. Tên, đâu tên hết luôn rồi. Dạ. Cảm ơn bác Sang. Con rồi. Đó rồi, còn mấy bà chú nào đâu nhất rồi. Hết luôn rồi. Con nhất. Rồi con một hết. Ủa sao chị xin mà chị đưa bên đây? Chứ để mà em chị xin mà chị đưa xin. Rồi không. Rồi vậy là chào tạm biệt bà con rồi phải không? Không cho nước phải không? Con nghỉ chơi không chơi nữa bây giờ. Đã sang cho cầm dây đi. Dây nữa hả? Không biết tôi có dây. Dây dây. Con có bên heo không vậy trời? Đúng không? Đúng không? Rồi không có dây rồi. Có bác Sang. Có. Rồi đánh chất da. Gạt quá. Giờ ngồi xếp hàng đi. Quảnh tù tì đi, xỉn xầm đi. Xỉn xầm đi rồi ta lấy. Em xin cho con cháu, con nhỏ sức mau cho nó đeo nè. Giờ thấy thấy người nào đeo người đó. Rồi, giờ còn có chút xíu à. Mà bây giờ con hỏi bà con nào bây giờ bà con đang ở đâu, huyện nào? Tại tôi một người đó. Hả? Thôn Phú Quang. Thôn Phú Quang, xã Bình Kiến. Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. À, thôn Phú Quang. Để cho mấy đứa trẻ nó nói rồi, nó chuẩn hơn nè. Qua đây, qua đây. Lấy thuốc là phải qua đây, phải đọc lại cái địa chỉ nha Lan, nha Lan. Đọc lại đi chị. Địa chỉ đây đâu, ở xã gì? Dạ, thôn Phú Quang, xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. Rồi, cảm ơn nhiều. Rồi mong tất cả các vị chư thiên hãy đến cái thôn Phú Quang, xã Bình Tiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, đúng không? Mong tất cả các vị chư thiên hãy gia hộ cho bà con ở nơi đây luôn được bình an và có cuộc sống an lạc và hạnh phúc. Rồi ngồi xuống từ từ, không có đứng, lật cái tay ông lại giùm, kéo lên, kéo tay áo lên, kéo sát lên, từ từ bà cụ đã dốt, bà cụ hỏi cái gì vậy? bà tưởng đâu là thằng khùng nọ đứng này ngồi lép dép lép dép. Cụ đeo không? Đeo không? Đeo mai đi uống cà phê. Biết mà đeo gì? Biết mà đeo gì? Biết mà đeo gì? Khổ cơ. Nó ướt không được mà sao? Nhà lấy chỉ trắng mai qua mai lại đừng có cho nó sút nha. Rồi xong rồi bắt đầu còn dư như đây đặt đặt nha, để như đây lên bàn thờ để nhà nha, cắt cho nó sát giống tôi nè, dư nè, dư ra để bàn thờ, nhớ mà trước khi cắt còn mai trước, mai qua lại đừng có sút. Mấy năm anh Sang hả? Mai lại là đeo chừng nào chết thôi. Nó tuốt rồi. Chậm quá. Tập trung bây giờ. Thấy dây xin dây rồi phải tập trung, không có nói lung tung. Suy nghĩ một cái điều an lành nhất. Bà lô. Chết lại bà ấy. Ừ, như thế này.
Vui vẻ nha. Sợ lắm, sợ không biết cái gì ở đó, sợ lắm. Rồi, rồi sao? Cảm ơn bác. Bữa nay bạn cho những con nhỏ sinh hoạt của cháu vậy. Cảm ơn. Cái bì thuốc đeo nước đây cho bà già. Ai? Con ấy, cho bà già không con người khác hả? Con cho bà mẹ cho bà má con ông con tính giao kia cho còn một cái người hai hoàn cảnh nữa hai nữa người ta người già làm bệnh cho nuôi cho bà nội hai hoàn cảnh nữa con cảm ơn bà con ở đây rồi bây giờ còn đúng hai bệnh rồi để ông giam làm bệnh cho ông em ba sang có lòng mạo tâm bà con đi là cũng mừng. Rồi cảm ơn chị. Rồi nói cũng chúc cho tất cả quý bà con cô bác nhà dạ. Luôn được mạnh khỏe. Dạ. Rồi cái công việc mà ruộng nương làm ăn là trúng mùa thay đổi được cái cuộc sống. Nhưng mà đặc biệt chứ chúng ta muốn thay đổi được cái cuộc sống thì chúng ta phải thay đổi cái cách sống trước. Cách sống của chúng ta sống làm sao cho nó hòa đồng, nó thân thiện, nó tạo được cái nhân lành, tạo được cái duyên tốt thì từ chỗ đó thì cái làng cái xóm thấy nó vui vẻ, nó hòa đồng với nhau, bảo đảm bà con sẽ có một cái cuộc sống tốt. Rồi từ đó bà con gắng cố gắng tu tập nhiều thêm một chút nữa. Ví dụ bà con không biết tu thì bà con cũng gắng cố gắng mỗi ngày ngủ dậy niệm Phật 3 lần. Niệm để làm gì? Niệm là cầu nguyện cho tất cả chúng sanh luôn được bình an, quốc thái dân an. Cầu nguyện cho họ đi, phan ở cầu nguyện cho mình. Mình cứ mỗi ngày cầu nguyện cho họ đi, bảo đảm mình có cái cuộc sống an lạc. Mình nguyện cho họ trước đi rồi mình có được cái cuộc sống an lạc. Nghe con đi. Muốn thay đổi được cuộc sống thì phải trước đầu tiên mình phải thay đổi cách sống. Đó, thì bà con sẽ đỡ cực, đỡ khổ. Nha. Dạ con cảm ơn. Rồi cô còn lấy gì nữa? Dây cho con cháu mà. Tháng 2 tháng 1 đi mổ. Cô đeo vô không có được, phải tụng kinh để trì chú mới được. Cô đeo không vô không có được. Giấy trên mẹ. Giấy mẹ cho con niệm chú cho được, cho cháu nó xin sợ được không nào. Để, đưa em đây. Tặng cho này nhưng mà đeo vô nó nếu mà đem lại đây con đeo vô thì đỡ nó hay em đem lại đây em đeo thì tốt hơn rồi ở nhà mình tự đeo thì nó không có bằng nha anh niệm vô được ha không phải vừa cột vừa niệm bây
giờ đi rồi chứ ai này ra kêu nó vô. Rồi. 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 Chúc bà con mạnh khỏe nha. Bây giờ. Hai bà vui không? Cảm ơn nghe cơ. Hùng con miếng đi. Hùng con miếng đi. Hùng con một miếng đi. Hùng miếng không miếng. Này con được nhiêu túi rồi? Con mới có 16 à. Vậy cái 16 này nó nhỏ nhỉ. Con Nhi Đồng mà. Nó chơi cho con 49 nè. Dạ. Uống một gói đi chú. Dạ. Một lần uống gói, sáng uống gói, chiều uống gói. Nha. Sáng gói chiều gói. Con này trưa ăn viên, tối ăn viên. Một lần uống hai, một ngày uống hai viên. Hai viên nha bố. À cụ nè. Giấc chưa ăn cơm rồi. Sau nửa tiếng bà cụ uống một viên. Tối ăn no rồi, uống một viên. Nha. Cái này buổi trưa với buổi tối. Ở này buổi sáng. Sáng uống ở đây hết rồi, vậy uống ở đây chứ. Vậy đúng rồi, nhưng mà một ngày uống hai thứ cũng được, nhưng mà bạn khoảng cách ra 2-3 tiếng ngủ lên. Cái này uống sáng thì cái này uống trưa. Nha. Trong một ngày mà uống hai thứ mà. Bây giờ bà có con cháu không kêu lại đây để chỉ. Con cháu bà không có ở đây là bà ở xa trên tối nó tối về đúng không? Vậy vậy nhờ cái cô chỉ lại giùm nha. Cô nhớ cô chỉ lại giùm nha. Con thuốc không cho xin hợp em. Ừ. Ừ. Cái nào uống tấu rồi uống dạ. Cái chắc cái kiểu bà chỉ bà thứ mai à. Uống cái đây. Giờ trước đó là thêm giờ thêm ăn cơm. Ăn cơm xong rồi nửa tiếng bà uống cái viên thuốc đây. Sáng uống nữa cho đừng cái này, uống hai viên nha. Một viên đâu? Một viên, còn sáng cái này. Cái gì làm hổ ngoại nè. Rồi nó cho cái cụ này chỉ cho. Bác Sang nói lại rồi cho biết họ. Giặt sáng á chị cho cụ ăn sáng rồi. Sau một tiếng ngồi xong uống một gói này. Rồi chiều á trưa chiều gì đó ăn cơm rồi bắt đầu uống một gói này cũng xong tiếng hồn ngày uống hai gói rồi. Còn cái này á thì buổi trưa với buổi tối ăn no rồi sau đó mới uống là uống lần viên. Rồi ngày hai viên. Đó. Rồi cô đi ăn gì rồi có cái nữa tối còn nói hàng hàng nó cho em cho nó lấy thuốc cho uống. Không có tiền. Rau đi đi, đêm giờ có cái nhiều hoài. Dạ. Đúng là bởi với con không? Đâu nghe. Đúng là bởi với con không? Xin luôn cái nón chứ. Rồi, cảm ơn chồng. Cậu chú chào con nha. Hết rồi. Còn cái bình công à, với lại có hai gói thuốc cớp là 50 gói thuốc cớp. Nó bỏ lên sau. Rồi được. Đó, cái gì chứ uống cà phê uống nước là bác uống liền. Rồi ok ok luôn. Rồi hẹn. Đi Quy Nhơn ha. Đợi chút xíu. Quy Nhơn thì giờ chạy ra Quy Nhơn cũng không kịp đâu, chạy ra Quy Nhơn đây ra ngoài ha. 110 cây nữa. 110 cây Quy Nhơn. Đây Quy Nhơn 110 cây nữa. Không kịp. Nhà em đâu? Ở nhà em đi trước đi. Rồi. Rồi bây giờ Tám Sang xin chào quý vị khán giả về tới Phú Yên. Bà con Phú Yên vui mừng quá trời luôn. Ở trong làng rồi chạy ra qua để kiếm Tám Sang. Con đi trước nha. Rồi. Thì ở đây là cái lửa chị Trang không? Dạ, cảm ơn chị. Chúc chị mạnh khỏe nha. Dạ, ba,
Cảm ơn bà con nha. Dạ. Đó. Bà con rất là thân thiện ở Phú Yên. Thì có chạy về lâu lâu có dịp thăm bà con. Nói sớm không mà bà con làm cơm làm chảy rồi bệnh bệnh đau ốm rồi cũng đau nhức thì khá nhiều. Cũng may chuyến nào sang đi cũng chuẩn bị thuốc sẵn á. Ông chuẩn bị là coi như là cũng có quà để tặng cho bà con. Đó là vậy. Thôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở đoạn video phía sau nha.